bị cướp giật túi sách và xô ngã, nghệ sĩ Quỳ Trân hiện bị dập não. Trước thông tin này, nhiều bạn bè nghệ sĩ đã đến túc trực ở bệnh viện. Hơn 4 ngày qua, bố mẹ của nữ nghệ sĩ cải lương Quỳ Trân cùng người thân vẫn chưa thể gặp mặt chị vì đang hôn mê tại khoa hồi sức Bệnh viện Nhân dân 115. Phóng viên Kiến Thức đã đến Bệnh viện Nhân dân 115 gặp gia đình nghệ sĩ Quỳ Trân để hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị. Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đặt trước phòng hồi sức, đóng cửa kín. Bà Tạ Thị Sen, mẹ của nghệ sĩ Quỳ Trân, chốc chốc lại ghé mắt cổ vô nhìn khe cửa để ngóng tin con khi có nhân viên y tế mở cửa ra vào. Tâm sự với chúng tôi, bà Sen cho biết đây là lần thứ hai chị Quỳ Trân gặp tai nạn. Tuy nhiên lần này bà và gia đình vô cùng lo lắng trước thông tin bệnh án từ bệnh viện cho biết tình trạng của Quỳ Trân khá nặng. Quỳ Trân là con gái lớn trong gia đình. Nhiều năm qua, do tôi và ông nhà sức khỏe không còn, các em của Quỳ Trân mỗi đứa đều có của gia đình riêng. Các em của Quỳ Trân mỗi đứa đều có gia đình riêng, nhưng cũng chỉ sống bên hai vợ chồng tôi, nên đứa em bệnh tật đều sống nhờ vào con bé. Mẹ của nghệ sĩ Quỳ Trân thừa nhận do tình hình sân khấu cải lương lâm cảnh khó khăn nên chỉ phải chạy show ở khắp nơi để có tiền phụ giúp gia đình. Chính vì thế, khi người lao động chính trong nhà gặp nạn, bà Sen thừa nhận cả nhà rơi vào bế tắc. Cũng theo bà Sen, kể từ hôm Quỳ Trân gặp nạn, mỗi ngày chi phí ở bệnh viện cho chị hết hơn 3 triệu đồng. Dù gia đình không dư giả nhưng vẫn cố vay mượn để lo cho chị. Tuy nhiên điều lo lắng nhất của bà Sen là hiện con vẫn chưa qua cơn nguy kịch, dù đã phẫu thuật sọ não. Có mặt tại bệnh viện với gia đình Quỳ Trân, nghệ sĩ Khánh Tuấn, bạn diễn xuất hơn chục năm của cô cũng túc trực xuyên suốt trong bệnh viện. Trong khi đó, nghệ sĩ hài Lê Quốc Tùng tất bật chạy đôn chạy đáo mọi thứ để nhằm việc tổ chức một suất hát gây quỹ hỗ trợ cho nghệ sĩ Quỳ Trân trong cơn hoạn nạn. Theo nghệ sĩ Khánh Tuấn, hiện cũng có đông đảo khán giả yêu mến Quỳ Trân gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị và gửi tiền giúp đỡ gia đình nữ nghệ sĩ trong việc điều trị. Thay mặt gia đình, Khánh Tuấn và mẹ của Quỳ Trân trân trọng tất cả những tấm lòng của các nghệ sĩ cũng như quý khán giả và mong Quỳ Trân sớm bình phục. Khán giả có thể đặt vé ủng hộ chương trình để giúp đỡ Quỳ Trân thông qua hai số điện thoại của nghệ sĩ Quốc Tùng. Biết tin nghệ sĩ Quỳ Trân gặp nạn, anh và nghệ sĩ Khánh Tuấn đã bàn với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tổ chức chương trình từ thiện để ủng hộ bạn. Hiện chương trình đã được gia đình cô chấp nhận. Công ty cổ phần giải trí Phước Sang, nghệ sĩ Phước Sang sẽ đứng ra tổ chức chương trình. Được biết thông tin trên chỉ mới công bố nhưng hiện đã có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, diễn viên như Lệ Thủy, Kim Tử Long, Thoài Mỹ, Tù Sương, Vũ Luân, Trọng Thủy, Phượng Loan, Thi Trang, Hữu Quốc và các danh hài Tần Beo, Hoàng Sơn, Khánh Nam cùng MC Trần Thành, nghệ sĩ hải ngoại Thanh Hằng đề nghị được tham gia. Được biết ngoài việc diễn xuất trong chương trình sẽ tổ chức một số tiết mục, nhiều nghệ sĩ còn ủng hộ thêm để giúp đỡ Quỳ Trân vượt qua cơn khó khăn này, nghệ sĩ Quốc Tuấn cho biết. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng chia sẻ với Kiến Thức, Quỳ Trân là một cô đào hát hiếu thảo với cha mẹ, chân hòa với đồng nghiệp nên được mọi người yêu mến. Trước hoàn cảnh không may xảy ra với em, nghệ sĩ chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, chung tay nhằm giúp gia đình em sớm vượt qua cơn khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.